Đó thì con chắc nó teleport tới cái teleport tới cái cửa 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 đó con khủng đó. Nó bắt đầu nó cay trời ơi. Con khùng nó tiếng nói gì trời mày cũng chẳng biết cái gì. I forgot who was playing with us là ai. Chị Milotin chị cũng flexible dữ. Tại em sợ là con khủng anh tới nó chơi Galati. Con khủng bên này nó chơi gì, nó chơi Doctor. Trận đầu mình chơi chúng nó chơi Doctor. Em ở nghĩa địa. Con khủng Milotin mấy rồi của ta. Sorry. Má ơi Dương. Má Dương. Trời ơi. Mà ra cái chuyện cái avatar với cái hunter mình chơi nó cũng ngộ lắm. Thì thôi cũng em hay để avatar dream quyết nhưng mà em chơi vui cho em giờ lười chơi dream quyết quá trời như vậy chị không, không, chị anh chị đi ra chị em đi đầu tiên không ai muốn đi ra chị ơi à nó đứng thành tôi là nó hít sợ nhưng mà đừng có làm như vậy không đi đầu tiên. Thà chị để dành sọ tí nữa chị bấm nó 3 lần có ngon không? Chứ chị trời ơi dữ vậy. Ủa má chị bấm lộn cái skill. Dám mua chị Milotin. Milotin chắc chị thích cay á. Chị mới cố tình chị làm vậy. Ủa mà đâu vậy? Nó còn dí không? Ủa tự mất dấu rồi. Dấu rồi mà nó quay lại. Milotin tao ship cục men tao bự cho mày Gương chị ơi. Để cho bạn hết cái Milotin. Ôi giời ơi ghét ghê. Má xịn nước hoa rồi nó không thèm đắm. Thôi ao chỗ này các bạn ơi có hầm. Nó còn đúng. Ủa Milotin không chịu sửa nút sửa máy luôn kìa. Má bỏ tôi ghét mấy con khùng chơi mỹ nhân mà kiểu này lắm. Máy sửa không có kịp. Milotin nó cứ tới luôn nó giật sợ không có biến. Sửa máy đi chị ơi. Má cái hiệu trưởng nó tới là bắt đầu bị đứng. Nè chị ơi. Chị ơi chị ơi cái bóng của... Cái bóng của quỷ hunter chứ ai. Má cuối cùng em cũng được câu. Sợ thì đưa xuống dưới hầm kìa. Trời ơi, chị Milotin biết phòng em hồi kịp cho chị không? Bao nhiêu vậy? Ủa không ai heal hả? Không, đâu ai heal, mẹ nãy giờ lên tờ dưới tôi, ai dám heal? Thôi, ai tới phủ đi. Chơi gì nữa máu. Còn thì hồi hết kịp. Rồi, đi ra. Ra khỏi cái basement. Bà ở đâu vậy? Nhà nhỏ hả? Ờ, cái xa lắm, xa lắm. Ở đâu? Đây. Cái người ta còn biết được, người ta còn cửa, tới, người ta hiểu nữa. Ừ, bạn đến cạnh cửa cho con này. Tôi qua con đi rồi mọi người. Ôi thôi, trời ơi. Thôi kệ để qua luôn. Ủa nó gần cái còn như nó đi qua cái vòng rồi sao á. Rồi con Milotin qua mẹ vòng rồi. Trời ơi cha bố kêu con Milotin này nó ê nó tới nó tới mẹ cái trong ơi, nhà to ba đứa chạy trời ơi cu tè thường mẹ ở lại nhà nhỏ đi cái
con đi lâu tiên. Ê, hình như một máy trong nhà nhỏ, một máy tường đổ nhà nhỏ. Cái gì mà bốn đứa bu tới đây vậy? Thôi chạy đi Milotin thôi, chạy đi Milotin. Cái hầm ở trọng á. Cái con Milotin này. Ủa sao con Milotin lát không chịu hiu. Không phải hiu. Cô đây là Milotin. Ồ, hai mấy cuối. Body lock cho Milotin. Trời, Milotin đi ra cái máy, đi xa cái máy ra. Không hả? Mẹ ơi, Milotin là Milotin. Mày chơi vậy chết sao rồi Milotin ơi. Nó tốc biến chị ơi. Coi chừng nó tốc biến chị ơi. Milotin đó. Nó kem máy hả ta? Nó trong nhà nhỏ. Phá máy hả? Cái gì vậy? Rồi nó đang đá máy. Nó mang đá máy. Đã đá máy nha. Cái con khủng này cái thì đi ra chỗ khác con. Các bạn sửa máy ở hầm hả? Cái ở hầm nhỏ, hầm đổ hả? Tôi muốn sửa cái máy nhỏ tại cái con khủng đấy. Thôi kệ đi, nó còn cam không vậy? Nó cam thôi chắc đi. Thì cứ sửa máy hầm đi, máy tường đổ hầm hình như lúc nãy cũng có người sửa mà. Cứ sửa lại máy nào đi. Từng đổ nè, máy máy nó đi. Lục hòm. Chị mang đá máy là chị không còn ấy nha. Là chị không còn dịch chuyển. Kê máy cũ nè, đổ. Được nhiều vậy? Được 54 rồi. Còn như nó dí cái ghế hả? Nó dí cái ghế, tại cái trời lại dắt con tò tới nữa hả? Cái con Milotin này, cái con Vision này nó đang ở chỗ nhà nhỏ. Cứ chạy đi, cứ chạy đi. Em cũng chạy nè. Chị Milotin chị làm gì vậy? Trời, chị Milotin chị cũng đứng chị hết sợ. Rồi, thằng tò chết mày rồi nha con. Ram rồi bấm. Nổ máy. Hay quá đê. Ôi trời ơi, gì vậy? Tự nhiên nó đang bình thường, tự nhiên khủng nó bị quấn thành sao không hiểu luôn. Chọc cổng phụ. Khủng Milotin nó ngồi ở đâu vậy trời? Milotin ngồi cổng chính. Ủa khủng mày không mang điệp chép? Kìa, kịp. Chạy vô nè. Sắp xong. Trời ơi. Vô chị ơi, nó chưa có chuyển gương kìa. Em vô không được, em bị nó quật rồi. Anh vô cho nó hòa em ơi. Trời ơi, ủa. Đáng lẽ là thắng con Milotin tự nhiên bị quấn. Má. Trời ơi. Đáng lẽ thắng tự nhiên con Milotin bị quấn. Còn phần này nó tạo gương tới đó nó đánh hết. Trời ơi, vậy tự nhiên hòa. Tiếng khủng Milotin bị đánh vậy trời. Hay trời đâu. Hòa, em ca 150. Hơi bị nhảm luôn. Khủng Milotin. Chả biết tự nhiên ra xong bị đánh.